người đang mặc đồng phục cảnh sát giao thông này là đại úy Nguyễn Văn Hoàng, bí thư tri đoàn công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đại úy Hoàng đang thu hoạch rau giúp nông dân Nguyễn Văn Hy ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tiền Giang bước vào ngày đầu tiên trong đợt thứ ba giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Và cũng như hai đợt trước, lực lượng cảnh sát giao thông, công an cùng đông đảo đoàn viên thanh niên ở địa phương dưới sự chủ trì của huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã cùng nông dân ra đồng thu hoạch rau củ quả trên ruộng. Những đợt giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua đã khiến nông dân vô cùng khốn khó vì nông sản không thể tiêu thụ. Nông dân đành bỏ rau cải đầy đồng. Để giúp nông dân phần nào bớt khó khăn, chị Nguyễn Thị Kim Tuyền, Bí thư huyện đoàn Châu Thành không những tìm cách kết nối bán nông sản cho các cá nhân, đơn vị làm từ thiện, giúp nông dân thu lại phần nào vốn đầu tư mà còn đưa người đến thu hoạch giúp nông dân. Cũng nhờ sự chung tay đóng góp, hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên mà hàng ngàn nông dân trồng rau củ quả trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thu hồi được một phần vốn liếng, đồng thời trao được những sản phẩm cây nhà lá vườn của mình đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Theo tỉnh đoàn Tiền Giang, gần một tháng triển khai mô hình áo xanh da đồng, chung lòng chống dịch, chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch COVID-19 do tỉnh đoàn phát động. Mỗi ngày, 11 huyện thị thành đoàn trực thuộc trực tiếp thu hoạch hơn 15 tấn nông sản các loại giúp người nông dân, trực tiếp nấu, đóng hộp rồi vận chuyển đi trao hơn 1.500 suất ăn miễn phí cho lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 và những người gặp khó khăn do dịch COVID-19 chương trình sẽ tiếp tục triển khai đến khi địa phương thiết lập được cuộc sống bình thường mới